Chào bạn nha. Nay đi bắt ong mà không có ong. Mới gặp được mấy ổ sâm u linh nè các bạn. Không biết có cũ không mình không biết nha các bạn. Nhưng thấy người ta bơi người ta bỏ ra ngoài cũ có văng ra ngoài luôn các bạn. Người ta bơi người ta bỏ cũ văng ngoài luôn. Này đây mình lụm cũ cho các bạn xem nha. Nè các bạn, này là cũ nó nè. Mình chưa đào chưa chổng nữa mình không biết nha các bạn. Để mình đào cho các bạn xem nha. Thấy củ cũng bự bự không các bạn, củ hoành bành thôi. Các bạn theo dõi mình đào cho các bạn xem nha. Không cái này ít mặt quá các bạn ơi. Giờ vô gần mình gặp nào kiếm cái này, bắt cái nấy nè. Sâm quý hiếm nha các bạn, ít có người biết lắm nè các bạn, thấy không cũ nó nè các bạn. Có ổ nằm sâu lắm các bạn, có ổ nằm càng. Ổ nằm bịt dưới lòng đất á. Này có ai, đậu mối gọi vậy? Mà không có nói xăm. Ta chỉ đầu bắt mối thôi các bạn. Xăm ta không lấy ngộ. Tròn còn cũ quá trời luôn bạn ơi. Cũ nó nè bạn. Thôi thôi cho bạn thấy nha. Nè, cũ văng ra nè. Cũ nó đó các bạn. Nè. Còn thằng nó dữ lắm các bạn. Trong chỗ này ta bươi ra, ta bỏ sẵn chỗ nữa kìa. Đây, ta chê ta không đụng thì mình giống giống ngọn mót vậy thôi. Mình gặp tới ba ổ nè các bạn. Mình coi có nhiều không hả? Cái ổ này là củ bự đó các bạn, củ bành bành thôi. Cái dao bữa nay không có đi bắt ong chứ không có đem cuốc theo đào các bạn. Củ bành kia này các bạn. Ta bươi ta bỏ gà rớt xuống nè. Đã không? Sướng mà củ bự có, củ nhỏ có luôn nè.
bỏ ủng quá bạn ơi, số của bự nó hư. Cái số bự nó hư đây bạn. Dạ em đào xong anh, anh ta đào rồi mà. Người ta thì người ta đào máu chúa, còn em đào cái này chứ bắt em lấy xong thôi. Ai đào rồi chơi người bỏ, người ta không lấy, mưa hư chân. Là củ nó gì nè? À, mình đào mình lấy cái củ này. Dạ, lấy củ này. Cái củ này. Anh chỉ đào kiếm cái đó thôi. À, tức là đào. Cái này như mình gọi là xăm gì như nào? Xăm mô lính anh. Thêm lắm. Thêm lắm. Tới trung bình nó bán 90 triệu một ký. Nhưng mà cái nào một ký cái này? Thì một ngày trung bình đi chỉ 300 gram hơn lắm mới đựng ký phía ngoài. Còn thôi 200 gram, 300 gram. Cái này là nó lúc nào nó cũng nằm trong một mối như vậy à? Dạ, trong một mối mà người ta đào, có người đào rồi nữa mà người ta không có lấy nè. Dạ, nó đâu. Dạ, mới quên con chút là này, tại này có người đào rồi hư chân. Dạ, người ta bữa nè, còn củ nè anh, củ nè không? Ta bư ra mà ta không lụm nè ha. Là để là hư. Dạ, để mưa á. Cái này mình đào về là mình bán cho người ta ngâm rượu hay người ta làm thuốc cái gì? Ta ngâm rượu làm thuốc anh. Mình nghĩ cái này chắc làm thuốc. Dạ, hay lắm. Nó trị bệnh hay lắm, anh về anh coi trên mạng nó trị bệnh hay lắm. Mà nó cũng mắc. Lá bạch đàn mà. Nấm ha. Lá bạch đàn. Có người đào đào vòng ta không đụng củ nè các bạn, rồi nó văng ra, củ nổi văng ra là nó hư hết nha các bạn. Củ nổ lọt ra ngoài mưa là hư hết. Củ nó gì nè các bạn, cái này nếu mà ta đào thắng mấy nơi lọt ba củ đó ra mưa là nó hư hết, củ nào ở trong mới còn được thôi, tránh mưa được là nó mới còn thôi nha các bạn. Nè quá trời củ luôn nè. Gắn các bạn ơi, gắn nè, chạy rồi, chạy trốn rồi. Các bạn đào cái này mùa mưa bạn kỹ chút nha, nhất là bò cạp, mưa này bò cạp vô trốn dữ lắm các bạn. Gắn gít nó lọn chẳng mình cũng không biết được. Ổ xanh là ổ xanh bự, củ bự nữa mà tiếc thật các bạn.
bạn ơi. Nè, ta đào rồi ta bỏ nè bạn. Mình bươi nó văng ra nè thấy không? Rồi, bể cũ rồi. Bể cũ nữa các bạn. Còn sống nữa kìa. Cũng chuyện gì không là ngon nữa các bạn. Trời ơi trời nè quan ơi. Thấy ha. Tới nè bạn. Nó quấn không cần. Không phải trong đào nữa. Chỉ bự bự ra đụng của bự thôi bạn. Làm chỉ bự ra. Đụng của bự thôi. Ngắt luôn bạn, sướng. Bự ra lụm thôi. Đó là củ bự mà ai đào bỏ uổng ghê. Rồi bể hết củ rồi bạn. Uổng ghê bạn ơi, bự củ bự nè. Ở trong màu trắng gì nè các bạn. Ở trong màu trắng gì nè. Quá trời cũ luôn bạn ơi. Quá cái cũ bự không nè, quá trời luôn rồi. Con rắn chạy vô đây nè, không biết đâu rồi nữa. Ôi trời, cú bự nè bạn ơi. Nè. Cú bự này còn nhiều lắm các bạn. Lên tàu tới nó cho bạn xem. Có điện thoại các bạn. Tiếp tục các bạn. Nè. Đào mệt thì có củ ngon các bạn. Bây giờ bơ rồi. Nè. Vua cạp các bạn, vua cạp này. Các bạn đừng nghe gì nữa nha. Sừng chứ lắm mà nhất chứ lắm các bạn. Lớp gắn rồi lớp cột kẹt từ lửa hết các bạn. Okay.
tròn, ôi tròn cũ nè, khoan ôi nè, quá trời luôn nè. Vui gã lên cũ quá trời luôn bạn. Bán cũng thất bại. Tiếp tục tính còn mái thứ hai các bạn ơi. Nè, cũng có người đào gòi nha các bạn. Toàn là bị người ta đào gòi hết. Nên coi coi cái gò mái này có cũ không các bạn. Nè, gò mái cũng bự lắm. Không biết cũ nhiều không? Mình không biết nha. Chưa đào mình chưa biết. Để coi có cũ nhiều không. Tại cũng có người đào gòi các bạn. Rồi, cái có mình quay cho các bạn xem nha. Mới đào vô có dao mà sập hàng thấy cũ quá trời nữa các bạn ơi. Này cũ nè, cũ bự nha các bạn, này cũ bự nha. Đây rồi, đến tôi tiếp cái nữa nha. Có cũ thôi mà ít chứ không được nhiều các bạn ơi. Mới bự ra đồng cũ cái này bự ra gặp nè các bạn. Ít chứ không được nhiều các bạn. Cũng không bự không nè, đây nữa nè các bạn. Nè, cổ này cũng hư rồi già quá nó hư các bạn. Cũng hư nhóc trơn bạn. Cổ bự này, các bạn, cổ bự này, quá trời đá. Đây nữa các bạn ơi, vô rồi. Nè, có cổ bự các bạn ơi. Thôi, để mình đưa tiếp cây nha các bạn. Thôi, các bạn đào qua chừng nha. Đào hai cái gò mối gặp hai gắn các bạn. Cái gò mối hồi nãy cũng gặp một con, cái này cũng một con nữa các bạn. Không biết gắn gì nha các bạn. Đi các bạn ơi. Này, gắn nào các bạn. Đó, chậm các bạn. Đào hai con mối gặp hai gắn các bạn. Thank you.
đào tới nữa các bạn ơi. Mấy tổ sâm là có người đào gòi trơn các bạn ơi. Người đào gòi mà ta đào nó mối, mình đào gòi chán quá các bạn. Củ nó không có đều. Củ nó có chứ không có, không có đều các bạn. Củ này không được đều nữa các bạn. Dạng nó thưa củ đó. Ồ, củ bự nữa các bạn. Ồ, hai ba củ luôn. Nè, tại nó thưa củ chứ. Nè, thưa rồi. Nó thưa củ nó không đều, thôi chứ vẫn có củ. Củ bự nữa các bạn. Củ quá các bạn ơi. Không phải không có củ là tại nó thưa củ chứ không phải không có củ nào các bạn. Mình kiếm chỗ nào ổ mới mình quay cho các bạn xem nha. Ba ổ này bắt đầu gọi chân các bạn. Ổ sâm nhỏ đơn giản củ thấy hăng không các bạn. Đơn giản luôn là cũ. Vẫn có cũ nha các bạn. Nè, cũ luôn các bạn. Ồ, cũ nhất thôi. Nè. Xíu các bạn ơi. Đó, mình nó xíu luôn. Dạ, cẩu các bạn. Để mình đi kiếm nữa nha. Xong vào đào phủ được gì nữa ham nha các bạn. Phủ được bự như gì nữa ham nha các bạn. Trên 200g á. Để mình xếp cục nào chỗ này thứ cọc nữa không các bạn. Thank you.
có mình quay cho các bạn xem nữa nè. À, lại tiếp tục con ổ xăm cái bư gà phanh trành nữa các bạn ơi. Ổ xăm là ổ xăm già nè, bạn biết có cũ không nha các bạn. À, mệt quá. Ổ xăm là bư gà phanh trành hay trên gì nè, không biết có cũ không, mình chưa đào, mình chưa biết nha các bạn, để đào thử nha. Có hồng không biết nè. Có củ nhỏ nè bạn ơi, không biết có củ bự không nè. Nè, củ nhỏ nè. Không biết có củ bự không nè các bạn. Tổ này cũng già nè. Tổ bự chứ có là xiền rồi đó các bạn. Ít nhiều thôi nha. Đụng hàng các bạn ơi. Này, tủ các bạn. Quá trời gồm nó cứng vậy. Lên cúp đi. Đạp qua tới cũ rồi quay cho các bạn xem nha. Cũ bự bự không là đã lắm bạn ơi. Nè các bạn. Quá. Tổ này còn con mối quá nè các bạn. Còn nữa không nè. Lội bể rồi. Sắp cái cốp chưa bể. À chưa bạn ơi, chưa bể, chưa bể hên quá. Này cũng đó các bạn. Sướng các bạn. Cho củ bự nữa nè. Này bạn. Vô rồi. Củ bự không các bạn. Rồi bể rồi, củ này bể rồi. Cái này gì nha các bạn. Này. Trời ơi, uổng ghê không ạ. Củ bành kia mà bể uổng ghê không. Này. Cấp đây là tiếp lên cái này nha. Ổ xăm quá, cũng cũ nhiều quá các bạn ơi. Nè, cũ này. Vì mưa liếp nè.
mọc lâu quá mưa nó liếp lại. Nè, em cũ nè. Thôi ủi có bự nè Quang, ôi hết biết rồi. Nè. Ra cũng được luôn. Vô rồi, cũ bự không các bạn. Bây giờ chỗ này còn nhiều nữa. Nè, quá trời cũ luôn các bạn. Liếc cái sình này nha. Liếc cái sình này. Liếc cũng sình không bạn ơi nè. Quá trời. Khó đào dữ. Ủa quá trời mũi luôn. Đào liếc sình nhóc thêm các bạn. Đây, con bự mà liếc sình nè. Đây là cái đào tới cho nó nghe cho bạn xem nha. Quá trời đào xong mà được củ bự bự gì là sướng nha mọi người nè. Còn đây nữa là mọi người ơi, clip cũng đắt nè. Nè củ bự bự gì là sướng nha mọi người. Đào vất vả lắm mọi người ơi. Còn nữa mà liếc đất quá trời mọi người. Gò mối người ta trong tổng trong cái này gò mối này bịch chặt luôn rồi mọi người. Này, tại mưa quá trời mưa bịch lại luôn, không có cho đường trống luôn mọi người. Càng đào càng khó. Rồi đây cấp đây này. Đào tiếp tục cho mọi người xem nữa nha. Mọi người có thấy củ sâm khủng chưa? Này. Trong màu trắng nè mọi người. Đây, nó gãy nè. Ở đây còn nữa nè mọi người. Rồi đi tiếp. Đúng rồi. Trong kỹ tàu kỹ giờ có nè mọi người. Còn nữa. Cái này còn nữa là chưa hết nha mọi người. Nè mọi người. Cú khủng luôn mọi người. Cú khủng luôn. Trời cổ cũng đã mọi người, cổ cũng khủng không nè. Nằm sâu lắm nha mọi người. Từ giờ lọc những đào sâu lắm nha. Nè, đưa tốt trong. Đưa tốt ở dưới nè, nằm tốt dưới đất nè.
quá trời cũ luôn, nằm phút dưới nè mọi người. Rồi để gì nữa, đúng rồi, còn nó mối này nó bọng không mọi người, tại mưa quá nó ríp lại á. Bất cũ bể